Chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ có rất nhiều các cái mã đây các bạn. Để mình nạp điện thoại. Và đây. Mình sẽ nạp cho các bạn xem nhá. Mật khẩu là gì ấy? Đây. Các bạn à mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn này. Các bạn vào Zalo nhé. Zalo này. Ấn quét mã QR. Đây. Đấy. Đồng ý này. Đấy. Xong các bạn sẽ nhập cái mã ghi trên giấy này nhá. Nhập vào đây. N9 này. N9LSCHP. LSCHP. Số điện thoại mình nhập luôn bằng số này này. 0374688535. Chi. Tiếp tục. Đấy, các bạn chọn cái gì cũng được. Rồi, tiếp tục này. Đây, trên cái này thì nó đang bảo là mình gieo lộc trồng cây hoặc là nạp tiền ngay. Thì các bạn nếu mà tiền mà nhiều rồi thì các bạn ấn gieo lộc trồng cây. Còn đây điện thoại của mình thì đang ít tiền nên là mình sẽ ấn nạp tiền ngay. Đấy. Nhận được 15.000. Tài khoản 155 đây các bạn nhé. Được 15.000 luôn này. Đấy, thế là có 30.000. Vòng quay may mắn. Có nhiều người là không ấn vòng quay may mắn nên là các bạn sẽ phí. Trong cái vòng quay này sẽ có nhiều giải thưởng khác nữa nhé các bạn nhé. Nhưng mà rất tiếc lần này là mình chúc bạn may mắn lần sau. Rồi, ok. Thế là đây mình sẽ vào tin nhắn này. Tài khoản quý khách là 30.000 đồng. Đấy, mình vừa nạp. Và sau đây thì mình sẽ kiểm tra luôn tài khoản các bạn xem. 101 Thăng. Đấy, tài khoản là 30.000 nhé các bạn nhé. Rồi, đây là quyển sổ này của mình cũng còn rất dày. Ai thân thiết thì cứ bình luận vào video nhé. Rồi, đây là chương trình của bên OMO Univer. Chương trình rất là nhiều. Đây các bạn này. Đấy, rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip của mình. Mọi người nhớ đăng ký ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào các bạn.